OK, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại ngồi đây anh em để chia sẻ tiếp về AUZI ALIVE. À, nhưng mà thực sự các cái nhân vật chính trong video này nó phải là Nintendo Switch, bởi vì à, nhờ vào cái sự bùng nổ của handheld PC nên em thấy về gần đây từ Steam Deck cho đến GBB, cho đến AYA, cho đến AUZI ALIVE, thì chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng Nintendo họ đã đúng trong vài năm qua và lý do vì sao thì mời để theo dõi chi tiết hơn trong video dưới đây ha. Khoảng hơn một tuần vừa rồi anh em sẽ coi YouTube hoặc là anh em search ở trên Google, anh em đọc những cái trang tin tức này sẽ thấy rất là nhiều những cái thông tin về AOG Ally và cá nhân của mình bản thân là một người sáng tạo nội dung và rất là nhiều những anh em cũng là những người sáng tạo nội dung khác thì họ rất là hứng thú với AOG Ally bản thân mình cũng vậy ha thì đó không phải là một cái điều gì đó quá lạ lẫm bởi vì AI đã đem đến cho mình và nhiều anh em khác trải nghiệm rất là thú vị về cái việc mà chúng ta chơi game PC ở trên một thiết bị nhỏ gọn như thế này mà chúng ta có thể mang nó đi ở mọi lúc mọi nơi cái điều đó Steam Deck cũng làm được GPD cũng làm được Aya họ cũng làm được và Nintendo Switch cũng làm được cái điều đó nhưng mà cái mà làm cho AOG Ally nó gây sự chú ý lớn nhất so với tất cả các thiết bị kia, đó chính là cái việc là Asus họ sẽ bán cái chiếc máy này ở thị trường Việt Nam chúng ta chính tháng vào tháng 7 sắp tới. Đây là một cái điều mà Steam Deck không có, Aiana 2 cũng không có, GBN Win 4 cũng không có luôn và kể cả, cả Steam Deck nữa. Cho nên là cái sự chú ý sẽ đổ dồn vào LG Ally là một cái điều đương nhiên và không khó để anh em có thể tìm thấy những cái nội dung về cái việc là chúng ta sẽ so sánh LG Ally với Steam Deck với Ayanel, với gpd Win hay thậm chí là cả với Nintendo Switch. Nhưng mà chúng ta hãy tạm bỏ qua cái chuyện đó, chúng ta đi ngược về cái quá khứ một chút xíu, khoảng cách đây hơn 10 năm, thì chúng ta sẽ đi đến với một cái thiết bị rất là nổi tiếng và rất là nổi bật ở cái thời điểm đó, đó chính là Nintendo Wii U. Nintendo Wii U ra mắt vào năm 2012, nó ra mắt trước cả PS4 và Xbox One và cái mục đích của Nintendo lúc đó nó chỉ đơn giản là họ muốn giành cái lợi thế sớm so với lại những cái hệ máy console mới nhất. Nhưng mà thực tế đã chứng minh là Wii U là một cái sản phẩm có thể xem là thất bại của Nintendo. Nếu chúng ta xét vào dân số đi. Nintendo Wii U bán ra được khoảng 13,5 triệu máy trên toàn thế giới. Đây là không phải là một con số nhỏ nhưng nếu chúng ta so với lại Nintendo Wii nó được bán ra với hơn 100 triệu máy thì rõ ràng Wii U là một cái sự thất bại toàn diện của Nintendo nhưng mà cái cách mà Nintendo họ đem cái trải nghiệm chơi game trên Wii U đến với người dùng đó, nó không phải là một cái trải nghiệm chơi game tốt bởi vì cái việc mà chúng ta nhìn vào một cái thiết bị chơi game cầm tay hai màn hình nó sẽ khác với cái việc chúng ta nhìn vào một cái chiếc máy chơi game console hai màn hình Nintendo trước đây họ đã từng có những cái thiết bị chơi game cầm tay hai màn hình rất là thành công như là uh, 3DS nè hay là DS nè đó, và hai cái màn hình nó sẽ nằm liền trên một cái thiết bị và chúng ta chỉ việc ngước lên ngước xuống là chỉ đảo mắt thôi là chúng ta đã có thể bao quát được hết và chúng ta đã có thể trải nghiệm những cái tính năng rất là thú vị của nó rồi nhưng với Wii U thì cái việc mà chúng ta phải vừa ngước lên màn hình TV sau đó chúng ta ngước xuống cái màn hình của cái tay cầm nó không phải là một cái trải nghiệm tốt nó sẽ thứ nhất nó sẽ gây chúng ta mọi cổ thứ hai nó sẽ gây chúng ta mọi mắt và thực tế thì cái doanh số đã chứng minh rằng Wii U là một sự thất bại của Nintendo nói chung thì cái sự thất bại của Nintendo Wii U nó đến từ nhiều nguyên nhân, một phần nó cũng đến từ cái việc mà Nintendo họ quảng bá chiếc máy này nữa. À, nhiều người dùng họ thậm chí còn lầm tưởng rằng Wii U là một cái thiết bị mở rộng của Nintendo Wii và nó không có gây nhiều cái sự chú ý cho người dùng ở cái thời điểm mà nó ra mắt. Và trong lịch sử của Nintendo chỉ có một cái thiết bị có cái doanh số bán tệ hơn Nintendo Wii U đó chính là cái cặp kính Virtual Boy. À, cái cặp kính đó mình nhớ không lầm là nó bán chưa đến một triệu chiếc nữa nhưng mà nếu chúng ta nhìn nó ở một cái khía cạnh tích cực hơn thì Wii U nó chính là tiền đề để, để cho Nintendo Switch ra mắt sau đó khoảng 5 năm và anh em thấy rằng là cái kiểu thiết kế của Nintendo Switch này nó mang một cái nét hơi hướng rất là giống so với lại Nintendo Wii U và nhưng mà thực ra nếu mà anh em xét trong cái thị trường thiết bị chơi game cầm tay á cái kiểu thiết kế màn hình và hai cái cụm phím điều khiển hai bên nó không phải là mới chúng ta đã có rất nhiều cái thiết bị trước đó rồi kể cả bản thân Nintendo cũng vậy à, nhưng mà Wii U nó làm một cái thiết bị đặt nền móng cho cái việc Nintendo Switch ra đời vào năm 2016/2017 nhưng mà cái điểm khác biệt chính tạo ra cái trải nghiệm tốt hơn Wii U của Nintendo Switch đó chính là Nintendo Switch nó không đi với một cái hệ thống những cái thiết bị cồng kềnh như là Wii U nhưng mà nó gói gọn trong một cái tên hình như thế này và thậm chí chúng ta có thể gỡ được hai cái phần tay cầm hai bên này ra để chúng ta chơi luôn và chúng ta cắm cái màn hình này giúp cái chân để lên hoặc là chúng ta nối làm cái màn hình TV thì cái điều đó nói lên rằng là cái tính cơ động của Nintendo Switch nó tốt hơn Wii U rất là nhiều Tính đến thời hiện tại, tổng dân số bán ra của Nintendo Switch nó đã lên đến khoảng 125 triệu chiếc thì đó chứng tỏ đây là một cái thành công rất là lớn của Nintendo. Cũng phải nói với nhau một điều rằng là game ở trên Nintendo Switch hay là game mà Nintendo họ làm ra nó mang một cái hướng rất là riêng, nó không có giống như là những cái thiết bị console hay là những cái thiết bị handheld PC như là ROG Ally hay là như Steam Deck nó có một cái lối chơi riêng, nó có một cái sức hút riêng. Cái sự thất bại của Wii U nó cũng đến từ một phần cái việc là những cái tự game mới ra mắt cái thời điểm đó nó không có đem lại cái trải nghiệm chơi tốt ở trên Wii U GPU thì rất là ok nhưng mà CPU thì nó không đủ mạnh để có thể gắn được những cái tựa game bom tấn ở cái thời điểm đó cộng với cái trải nghiệm hai màn hình mà không phải cái tựa game nào nó cũng tối ưu tốt cho nên là tổng thể nó đem ra một cái trải nghiệm có lẽ mà không cần phải nhắc lại nữa nhưng anh em nào đã trải nghiệm ở Wii U thì anh em có thể xác nhận được cái điểm này cho mình bên cạnh Wii U thì Nintendo họ cũng có những thiết bị chơi game cầm tay mà rõ ràng đó là Nintendo DS cũng như là 3DS vậy thì vì sao 3DS lại thất bại trong khi Switch lại thành công. Cái lý do nằm ở chỗ là là cái cách mà Nintendo họ khai thác nội dung. 3DS nó ra mắt cùng thời với iPhone và chỉ sau một thời gian ngắn thôi. Những cái tự game mobile ở trên điện thoại, trên những cái nền tảng App Store hay là Play Store, nó có thể hoàn toàn thay thế được những cái nội dung game ở trên những thiết bị handheld PC có một cái phần cứng giới hạn. Rõ ràng là những chiếc điện thoại Samsung hay là những chiếc điện thoại iPhone ở thời hiện tại nó mạnh hơn hay là kể cả thời điểm đó đi, nó mạnh hơn Nintendo 3DS rất là nhiều nhưng mà với Switch, Nintendo họ có một cái lợi thế rất là rõ ràng Đó chính là cái kho game Chúng ta có thể chơi The Legend of Zelda nè Chúng ta có thể chơi Bayonetta này, Chúng ta có thể chơi Mario ở trên Switch Nhưng chúng ta không thể chơi được những tựa game đó Ở trên iPhone hay là trên những chiếc điện thoại của Samsung Hay là những cái chiếc điện thoại khác Lý do đơn giản là bởi vì những tựa game đó Được Nintendo họ sản xuất ra Họ tối ưu dành riêng cho cái phần cứng của Switch Và như mình nói lúc đầu những cái tựa game của Nintendo nó thường có một cái nét rất là riêng nó thường có những cái lối chơi và nhiều người dùng chúng ta hoàn toàn có thể đồng ý với cái việc là chúng ta bỏ tiền là chúng ta mua một cái thiết bị như là Nintendo Switch và chúng ta chỉ chơi được những cái tựa game tối ưu cho Switch mà thôi và từ đó cái thành công của Nintendo Switch nó sẽ đến từ một cái điều rất là đơn giản đó chính là người dùng có thể chơi được những cái tựa game mà họ yêu thích ở mọi lúc mọi nơi miễn là cái nội dung của nó hay miễn là cái tựa game của nó xuất sắc và chúng ta có thể chơi chơi một cái thiết bị rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng như là Switch. Và Nintendo họ nhận ra điều đó và sau này là Valve họ cũng nhận ra cái điều đó và từ đó chúng ta sẽ có một cái chiếc Steam Deck được ra mắt. Nhưng mà Steam Deck hay là ROG Ally nó rất là khác so với Nintendo Switch. Nintendo Switch nó là một thiết bị chơi game cầm tay. ha Chúng ta chơi những tựa game do Nintendo họ tối ưu Còn với Ally hay là Steam Deck nó là một cái chiếc PC di động cầm tay để giúp cho chúng ta có thể chơi được những cái tựa game PC mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà hai cái thiết bị này đại diện cho hai cái đối tượng người dùng rất là khác nhau, rất là khác nhau luôn nha. Nhưng mà anh em có để ý rằng là tại sao những cái thiết bị như là Ally, như là Steam Deck, như là Ayanel 2, Gemini Win, những cái thiết bị đó ra mắt đều được so sánh với Nintendo Switch hay Hay là anh em thấy là những cái trang công nghệ như thế giới, ấy, họ đều đem cái thiết bị ra để so sánh với Nintendo Switch. Điều đó chứng tỏ một điều là Nintendo Switch là một thiết bị rất là thành công và những thiết bị ra mắt, những cái chiếc handheld PC ra mắt sau Nintendo Switch nó đều lấy cái Nintendo Switch ra để là cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể so sánh và anh em thấy là đa số những cái chiếc máy ví dụ như là Ally nè, như Steam Deck này nó có một cái phần khúc mức giá rất là tương động với lại Nintendo Switch cho nên là những cái người, những cái reviewer, những cái người ảnh giá họ lấy chiếc máy ra so sánh với nhau nó cũng là một cái điều dễ hiểu nhưng mà thực sự hai cái chiếc máy này đại diện cho hai cái nền tảng này nó không hề cạnh tranh với nhau mà là nó cạnh tranh lẫn nhau trong một cái thị trường ngách mà nó đang chứng tỏ một cái sự tiềm năng cũng như là nó chứng tỏ rằng là nó đang có một cái sức mua rất là lớn và mình cũng thích một cái ý kiến chủ quan cho rằng là những cái chiếc Hanel PC được sản xuất ra sau Nintendo Switch nó cũng đều dựa vào Switch và nó cũng đều dựa vào cái cách mà Nintendo họ kinh doanh cái chiếc máy này để là cái chuẩn mực và làm cái thước đo cho những cái thiết bị sau này và bây giờ khi mà chúng ta đã có LG Ally ở đây rồi Và cái chiếc máy nào đủ khả năng để có thể so sánh và cạnh tranh trực tiếp Với cái thiết bị chơi game cầm tay mới nhất này đến từ nhà Asus Thì nó chỉ có thể là một cái tên duy nhất thôi, đó chính là Steam Deck Như mình đã nói, cái việc mà chúng ta có thể chơi Bayonetta Chúng ta có thể chơi The Legend of Zelda trên Nintendo Switch là một cái trải nghiệm mà trên những thiết bị PC cầm tay là không có nếu như chúng ta không tính đến cái việc là chúng ta giả lập cái Nintendo Switch ở trên cái chiếc máy này thì chuyện đó không bàn ha. À. Nhưng mà những cái chiếc máy như là LG Ally nó lại có một cái khả năng đó là nó sẽ cho chúng ta chơi God of War, nó sẽ giúp cho chúng ta chơi Cyberpunk, nó giúp cho chúng ta chơi GTA ở mọi lúc mọi nơi. Cái điều mà những cái chiếc laptop gaming to nặng mà chúng ta đã từng biết từ trước này nó không thể làm được và nếu mà có thể làm được thì nó cũng sẽ không đem lại một cái hiệu năng cũng như nó cũng không đem lại một cái trải nghiệm chơi một cách thoải mái như là Azure Alliance, ví dụ chúng ta không thể nào ngồi trên xe buýt và chúng ta có thể chơi trên một cái chiếc laptop gaming được hoặc là khi chúng ta đang nằm trên giường chúng ta không thể nào cầm một cái chiếc laptop gaming minh để chúng ta chơi GTA được đó là cái điều mà Azure Alliance làm được hay là Steam Deck làm được vì tới đây chúng ta có thể tạm thời bỏ Nintendo Switch một bên và chúng ta đi đến với một cái câu hỏi tiếp theo đó chính là cái công thức nào để tạo ra cái sự thành công cho handheld PC. Thì rõ ràng là mấy ngày nay anh em thấy rằng là LG Ally nó đang chiếm sóng thị trường công nghệ Việt Nam. Và cái điều đó thì nó cũng phần nào làm cho những anh em chơi Steam Deck hay là những anh em là fan của cái thiết bị chơi game cầm tay của Valve ở à, trên Facebook hay là những cái hội nhóm khác cảm thấy chặt lòng. Và một vài cái ý kiến đưa ra rằng là cá nhân mình đi hay là một số anh em khác đang tân bốc cũng như là đang thành thánh hóa về cái LG Ally này quá. Bởi vì về bản chất đó thì nó cũng không có khác mấy so với lại Steam Deck mà hơn nữa thì cái thời lượng pin của LG Ally đến thời điểm hiện tại này vẫn chưa có một cái đánh giá cụ thể và với mỗi con APU rất là mạnh mẽ như là AMD Ryzen Z1 Extreme ở trong chiếc máy này với cái mức tiền điện có thể lên đến là sấp xỉ 50W đó là do mình đã test rồi nha thì nó sẽ không thể nào tối ưu được về cái thờ lượng pin như là Steam Deck hơn nữa thì LG Ally nó chỉ có pin pin là 40W giờ thôi nó sẽ thấp hơn so với lại Steam Deck Cho nên là cái việc mà LG này nó có chơi game lâu được là Steam Deck hay không Thì ở thời điểm hiện tại do LG Alliance nó đang là những cái phiên bản prototype Nó đang chạy những cái phần mềm, những cái driver, những cái BIOS Chưa phải là bản chính thức cuối cùng Cho nên chúng ta chưa thể đánh giá được về cái thời lượng dùng pin nhưng mà dựa vào cái kinh nghiệm cũng như là dựa vào những cái của chúng ta đã có với lại chiếc laptop nghiêm minh thì một cái màn hình đẹp, một cái cấu hình mạnh mẽ thì chúng ta không thể nào có được một cái thời lượng sử dụng bị tốt được như là những cái chiếc máy khác có một cái ngoài hình độ phân giải thấp hơn, có một con chip nó tiết kiệm điện hơn như là Deck chẳng hạn. Do đây vẫn chưa phải là phiên bản chính thức cuối cùng, cho nên là vẫn sẽ có nhiều khả năng vẫn sẽ có sự thay đổi khi mà Asus bán ra cái chiếc máy này chính thức ở thị trường Việt Nam với những cái bản driver chính thức thì lúc đó chúng ta mới có được những cái đánh giá một cách cụ thể và chi tiết nhất bởi vì những cái con ABU của AMD nó hoàn toàn có thể có được một cái hiệu năng tốt trong khi nó vẫn có giữ được một cái thời lượng sử dụng pin ở trong cái mức chấp nhận được thì đây là cái điều mình mong mỏi và cái điều mình hy vọng là LG Ally khi bản ra chính thức họ sẽ làm được bởi vì đây là con ABU được sản xuất trên tiến trình là 4 nanomet nè về bản chất thì nó đã tiết kiệm hơn và nó đã có được nhiều cái sự cải tiến hơn so với là con ABU kiến trúc Gen 2 ở trên Steam Deck rồi nhưng mà đứng ở cái góc độ cá nhân của mình là một người đã sử dụng qua LG Ally mấy bữa nay và trước đó và hiện tại thì mình cũng đang sở hữu một con Steam Deck luôn thì Steam Deck cũng như là LG Ally nó đều là những cái thiết bị chơi game cầm tay rất là tốt cho game PC cầm tay rất là tốt ở thời điểm hiện tại nhưng mà với Steam Deck thì những kỹ sư tạo ra cái chiếc máy đó họ có một cái giống như là họ có một cái nguyên tắc mà họ có một cái lý tưởng rất là cụ thể và mình thấy phần nào nó là có thể hiểu được đó là Uh, với những chiếc vị chơi game cập tay thế này thì một cái màn hình đẹp, một con chip mạnh mẽ nhưng mà chơi game cứ 30 phút rồi chúng ta phải cắm sạc thì cái điều đó nó không có ý nghĩa gì hết Đó là với những kỹ sư tạo ra Steam Deck thì họ sẽ phải tối ưu làm sao đó để cho cái chip Steam Deck của họ nó vừa đảm bảo được về cái chất lượng chơi game đảm bảo được về cái nghiệm chơi game mà vẫn có được một cái hiệu năng tốt Còn với LG Ally thì có lẽ là, những kỹ sư của Asus họ lại suy nghĩ rằng là một cái thiết bị chơi game cầm tay thế này thì phải có một cái trải nghiệm chơi game là sướng nhất, một con số FPS là cao nhất và một cái màn hình đẹp nhất. Cho nên là họ đã tạo ra ROG Ally với những cái thông số mà chúng ta đã biết trong mấy ngày vừa qua. Nhưng mà không phải là chỉ trong mỗi cái thị trường handheld PC đâu, cả thị trường smartphone cũng vậy. Đối với lại bất kỳ một cái nhà sản xuất nào khác khi họ tạo ra một thiết bị ấy, thì họ sẽ cần phải cần nó đong đến họ phải thêm thứ này, họ bớt thứ kia để làm sao họ tối ưu được nhiều thứ nhất có thể pin nè hiệu năng nè nhiệt độ nè rồi về màn hình nè rất là nhiều thứ khác nữa cho nên là nếu mà để chúng ta tìm ra được một cái chiếc máy hoàn hảo thời điểm hiện tại ở tất cả các khía cạnh thì gần như là không có mà nó sẽ chỉ dựa vào cái việc là chúng ta sẽ phù hợp với cái thiết bị nào hơn mà thôi nhưng mà đó ràng là, là với LG Ally cái việc mà chúng ta có thể chơi được Forza Horizon 5 ở độ phân giải 720 p với con số fps là khoảng sấp xỉ 100 fps thì rõ ràng đây là một cái điều mà không có một cái chiếc máy pc cầm tay nào ở thời điểm hiện tại có thể làm được hoặc là chạm đến cái ngưỡng đó. Vậy thì tổng kết lại ở cái video ngày hôm nay với cái việc mà Asus họ nhảy vào cái thị trường handheld pc cầm tay này thì nó chứng tỏ một điều rằng Steam Deck là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Mà hơn hết đó chính là Nintendo Switch đã đúng trong nhiều năm vừa qua. Ok và đó là những cái chia sẻ của mình. Còn anh em thì anh em nghĩ sao hãy để lại bình luận phía bên dưới và nếu em này hay đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh tế và mình là Giao Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.